Vụ cựu tướng tá bảo kê 200 triệu lít xăng lậu, thêm tình tiết mới, tiếp tục mở rộng điều tra. Hành trình triệt phá đường dây xăng giả 200 triệu lít được loạt cựu tướng tá bảo kê. Quý vị đang theo dõi thông tin thuật cảnh trong nước trên kênh tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, năm 2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã thành công phá một vụ án liên quan đến buôn lậu 200 triệu lít xăng. Đáng chú ý trong vụ án này có 74 bị cáo với sự tham gia của 14 cựu tướng tá bảo kê đường dây. Khép lại giai đoạn 1 của vụ án, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa đã hé lộ nhiều mắt xích, tình tiết móc nối phức tạp. Trong diễn biến mới nhất, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự buôn lậu liên quan đến chuyên án 920G để tiếp tục điều tra làm rõ giai đoạn 2 của vụ án. Sau khi hoàn tất giai đoạn 1 chuyên án buôn lậu 200 triệu lít xăng, cảnh sát đã mở rộng điều tra giai đoạn 2 để xử lý các nghi can còn lại. Theo đó, ngày 19 tháng 2, Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại nhiều tỉnh thành phía Nam để làm rõ đường dây buôn bán, tiêu thụ 200 triệu lít xăng lậu từ Singapore về Việt Nam. Động thái này được đưa ra sau một năm 74 người phạm tội ở giai đoạn 1 đã bị xét xử. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai ở giai đoạn 1, vào tháng 5 năm 2019, bị cáo Phan Thanh Hữu cùng nhóm của Đào Ngọc Viễn thỏa thuận góp vốn để nhập lậu xăng dầu với tổng số vốn hai đợt là 53,4 tỷ đồng. Trong số đó, Hữu góp 40%, nhóm của Viễn góp 60%, Viễn góp 10%, ba người khác góp 50%, ăn chia theo tỷ lệ 4-6. Viễn là người giới thiệu và đưa danh thiếp chủ hàng ở Singapore cho Hữu liên hệ mua hàng. Hữu có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng để bán xăng nhập lậu và quan hệ với các lực lượng chức năng để đưa hối lộ. Từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, Hữu cùng đồng phạm đã vận chuyển 48 chuyến với hơn 197 triệu lít xăng, tổng trị giá hơn 2.596 tỷ đồng. Riêng bị cáo Hữu hưởng lợi hơn 156,2 tỷ đồng. Theo hồ sơ, từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, nhóm Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn đã dùng tàu Pacific Ocean với trọng tải 3.000 tấn, Western Sea 5.000 tấn, vận chuyển 48 chuyến xăng lậu với tổng cộng hơn 198 triệu lít, trị giá hơn 2.596 tỷ đồng về Việt Nam. Trong đó, nhóm này đã tiêu thụ hơn 197 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Riêng Hữu hưởng hơn 156 tỷ đồng. Ngoài việc hợp tác với Hữu, cuối năm 2020, Viễn cùng Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường góp 19,3 tỷ đồng mua hai tàu biển Khánh Hòa 1 và Khánh Hòa 3 để chở xăng lậu. Sau khi tàu Pacific Ocean của Viễn trở về vùng biển Khánh Hòa, xăng sẽ được sang qua hai tàu trên, đưa vào cảng Bắc Vân Phong, chở đi tiêu thụ tại Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung Bộ. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2021, nhóm Viễn, Đức và Cường đã buôn lậu 3 chuyến, tương đương 5,7 triệu lít, trị giá gần 98 tỷ đồng. Ở giai đoạn 1 của chuyên án 920G, Công an Đồng Nai xác định tổng số lượng xăng các bị cáo buôn lậu lên đến trên 200 triệu lít, tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp là 2.690 tỷ đồng. Tịch thu sum công quỹ nhà nước 17 phương tiện tàu thủy, 22 xe bồn, hàng trăm tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Vụ án có 74 bị cáo bị Tòa án Nhân dân các cấp tuyên phạt nhiều mức án khác nhau, trong đó Viễn bị tuyên phạt 15 năm tù, Hữu bị tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù về tội buôn lậu. Ngô Văn Thụy, nguyên đội trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan bị tuyên phạt 15 năm tù về tội nhận hối lộ. Liên quan đến việc bảo kê đường dây này hoạt động, Tòa án Quân sự Trung ương cũng tuyên 15 năm tù với ông Lê Văn Minh là cựu tư lệnh Cảnh sát biển vùng 4, 15 năm tù và 12 năm tù với Lê Xuân Thanh, cựu tư lệnh Cảnh sát biển vùng 3 về tội nhận hối lộ theo Điều 354 Bộ Luật Hình sự. So với đường dây sản xuất xăng giả của Trịnh Sướng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Hưng, Sóc Trăng bị khởi tố và bắt giữ vào năm 2019, thì đường dây buôn lậu và làm xăng giả bị Công an Đồng Nai triệt phá có quy mô và mức độ còn lớn hơn, nghiêm trọng hơn. Theo đó, chuyên án 920G với 31 ngày phá án đã khởi tố bắt tạm giam hơn 40 đối tượng. Trong vụ Trịnh Sướng, 39 đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam với hành vi chủ yếu là dùng hàng ngàn tỷ đồng mua hóa chất pha chế dung môi với xăng nền, hóa chất xăng RON và hỗ trợ màu azo để tạo thành xăng A95, E5, RON92 ra bán ra thị trường, qua đó thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, thủ đoạn của các đối tượng trong vụ xăng giả ở Đồng Nai tinh vi hơn. Theo báo cáo của Công an Đồng Nai, các đối tượng sử dụng tàu biển có trọng tải lớn trực tiếp nhập xăng từ ngoài phao số 0, sau đó để che giấu hành vi phạm tội và gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Các đối tượng đã sử dụng ụ nổi đưa ra giữa lòng sông Hậu có bề rộng lòng sông là 2,5 km thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long để neo đậu các tàu, xà lan bơm hút xăng. Đồng thời tổ chức lực lượng sử dụng các tàu cao tốc để cảnh giới xung quanh khu vực ụ nổi. Ở trên bờ, đối tượng dùng các nhà nuôi chim yến để cảnh giới người lạ xâm nhập. Đường dây được tổ chức chặt chẽ với phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi, nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng liên quan đến nhiều tỉnh thành trong cả nước.
Các đối tượng tham gia đường dây này có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, từ nhập hàng, bơm hút, pha chế, hợp thức hóa chứng từ và vận chuyển đến các cây xăng để tiêu thụ. Các đối tượng sử dụng mạng lưới các đơn vị bán lẻ xăng dầu ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai nhằm chỉ dấu hành vi. Hành trình 31 ngày phá án. Bắt đầu từ nguồn tin tố giác tội phạm, Công an Đồng Nai phát hiện một số cây xăng trên địa bàn tỉnh có biểu hiện mua bán xăng giả kém chất lượng nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Chuyên án mang tên 920G. Thực hiện chuyên án và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an trên cơ sở chứng cứ đã thu thập được, đêm 6 tháng 2 năm 2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và Cảnh sát đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triển khai 14 tổ công tác, huy động trên 500 cán bộ, chiến sĩ, đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại các tỉnh, thành phố Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, bắt quả tang các đối tượng khi đang vận chuyển, mua bán xăng mạn tàu để pha chế, bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn tại ụ nổi trên sông Hậu thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Khi lực lượng công an áp sát, các đối tượng đã chống trả quyết liệt, liều lĩnh dùng tàu lớn lao thẳng vào tàu của lực lượng công an, bỏ chạy nhằm xóa bỏ hiện trường. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế toàn bộ các đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho quần chúng nhân dân và lực lượng tham gia. Vật chứng thu giữ gồm 2 tàu biển có trọng tải 1.500 tấn, 5 xà lan có tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn, 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỷ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ, sổ sách và các tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng. Mở rộng chuyên án, ngày 9 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với hàng chục đối tượng, trong đó có Phan Thành Hữu và Nguyễn Hữu Tứ. Đây là 2 đối tượng xác định là những kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu xăng giả. Ngày 10 tháng 2, Công an tỉnh Đồng Nai công bố đã bắt Trần Ngọc Thanh, 46 tuổi, ngụ tại Đồng Tháp. Đây là đối tượng được xác định là vợ bé của kẻ cầm đầu Nguyễn Hữu Tứ. Tiếp đó, ngày 18 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt khẩn cấp Lê Thanh Trung, 38 tuổi, ở thành phố Cần Thơ. Trung được xác định là trùm mua bán hóa đơn giả để tiêu thụ xăng giả trong đường dây. Đáng chú ý, ngày 5 tháng 3, hai đối tượng là đối tượng Dương Văn Mẫn, sinh năm 1978, trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, là thuyền trưởng tàu Nhật Minh 07, và Trịnh Xuân Mơ, sinh năm 1984, trú tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, là thuyền trưởng tàu Nhật Minh 09. Đây cũng chính là 2 chiếc tàu đã bỏ trốn khỏi hiện trường trong đêm 6 tháng 2 năm 2021, khi lực lượng công an đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại các tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi bỏ trốn, để che mắt lực lượng chức năng, các đối tượng trên 2 tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 đã tổ chức sơn sửa lại. Việc làm này đã gây ra rất nhiều khó khăn trong quá trình truy tìm của lực lượng công an. Đến chiều 24 tháng 2 năm 2021, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và thu giữ 2 tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 tại cầu cảng sông Hậu thuộc địa phận xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Tới ngày 9 tháng 3 năm 2021, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triển khai lực lượng đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 10 địa điểm làm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thanh Tú là giám đốc và vợ là Trần Thị Thanh Vân là quản lý điều hành của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Vân Trúc về tội buôn lậu. Đối tượng Lê Thanh Tú và vợ là Trần Thị Thanh Vân cùng trú tại phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã mua xăng nhập lậu, xăng giả của Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ, sau đó phân phối ra thị trường để tiêu thụ. Sự tiếp tay của cán bộ cục điều tra chống buôn lậu. Ngày 5 tháng 3 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Văn Thụy, 57 tuổi, là cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan để điều tra về tội nhận hối lộ. Trước khi bị bắt tạm giam, ông Ngô Văn Thụy giữ chức đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan. Ông Thụy bị khởi tố bắt tạm giam do liên quan đến nhận tiền hối lộ của một số bị can bị bắt trong đường dây buôn lậu sản xuất xăng giả quy mô lớn do Phan Thanh Hữu cầm đầu. Tính đến ngày 9 tháng 3, đường dây buôn lậu và bán xăng giả của Nguyễn Hữu Tú đã bị khởi tố bắt tạm giam hơn 40 đối tượng về các hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Kết thúc điều tra giai đoạn 1 của chuyên án 920G, có tới 74 bị cáo bị tuyên phạt với nhiều mức án khác nhau. Hiểm họa từ 200 triệu lít xăng lậu. Công ty Vân Trúc của cặp vợ chồng Tú Vân có trụ sở chính tại số 71/1G, khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ngoài trụ sở chính, Lê Thanh Tú và Trần Thị Thanh Vân còn thành lập thêm 11 chi nhánh của công ty Vân Trúc tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.
xây dựng một bến thủy nội địa có thể tiếp nhận tàu thủy chở xăng với tải trọng 1.000 tấn, sử dụng 4 tàu có tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn để vận chuyển xăng nhập lậu, xăng giả, một kho với 7 bồn chứa, tổng dung tích khoảng 4,5 triệu lít. Trung bình mỗi ngày, Lê Thanh Tú và Trần Thị Thanh Vân đã đưa ra thị trường tiêu thụ trên 500.000 lít xăng nhập lậu, xăng giả. Đây chỉ là một mắt xích trong đường dây buôn lậu xăng giả do ông trùm Nguyễn Hữu Tú cầm đầu. Theo cơ quan công an, hàng ngày các đối tượng của đường dây đã cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả kém chất lượng ra thị trường. Tính từ tháng 8 năm 2020 đến nay, các đối tượng đã cung cấp ra thị trường trên 200 triệu lít xăng giả kém chất lượng. Số lượng xăng khổng lồ này khi được sử dụng sẽ mang nhiều nguy cơ đối với phương tiện. Theo các cơ quan giám định, những mẫu xăng không đạt tiêu chuẩn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ và có thể gây hỏng. Trong thực tế đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ các phương tiện khi tham gia giao thông. Trở lại với đại án khiến dư luận nhức nhối được đưa ra xét xử trong năm 2024. Vụ việc Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cùng các đồng phạm bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã khiến đông đảo dư luận dậy sóng. Chiêu trò thủ đoạn mà Tân Hoàng Minh sử dụng, bí ẩn những lô trái phiếu ngàn tỷ và hệ lụy mà nó gây ra tiếp tục là vấn đề cần phải nhìn nhận một cách nghiêm túc sau vụ việc này. Trong nội dung ngay sau đây, hãy cùng vén màn những bí mật động trời đã biến Chủ tịch Đỗ Anh Dũng từ ông trùm bất động sản trở thành bị cáo trong một đại án. Ông trùm bất động sản Đỗ Anh Dũng và khối tài sản khủng trước khi bị bắt. Ngày 5 tháng 4 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức đơn vị có liên quan. Đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước khi bị bắt, ông Dũng nổi tiếng là đại gia bất động sản với việc nắm giữ cổ phần tại nhiều doanh nghiệp, ước tính số tài sản lên đến gần 10.000 tỷ đồng. Trong đó, ông Dũng đang sở hữu 51,48% trong tổng số vốn điều lệ đến 10.000 tỷ đồng của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, tương ứng 5.148 tỷ đồng. Bên cạnh đó là 15% cổ phần tại công ty cổ phần DPay có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, tương ứng 7,5 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Dũng còn nắm cổ phần tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Sơn với 80%, công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Tân Hoàng Minh với 34%, công ty cổ phần nhà D-Land với 25% và công ty cổ phần quản lý bất động sản Ánh Sáng Việt với 80%. Ông Đỗ Anh Dũng sinh năm 1961, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, gọi tắt là Tập đoàn Tân Hoàng Minh, tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1993. Ban đầu, Tân Hoàng Minh hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như sản xuất và xuất khẩu mây che đan, kinh doanh khách sạn, kinh doanh phát triển nhà, xây dựng, dịch vụ vận tải công cộng bằng taxi. Đến năm 2006, ông Đỗ Anh Dũng đã dần chuyển hướng sang tài chính và bất động sản. Trong đó, kinh doanh bất động sản được xác định là hoạt động chính và tạo được nhiều tiếng vang lớn với những dự án nghìn tỷ ở những khu đất vàng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Loạt dự án hạng sang đầy tai tiếng của Tân Hoàng Minh. Tân Hoàng Minh nổi danh là chủ đầu tư của nhiều dự án hạng sang với những cái tên quý tộc cổ điển châu Âu như The Palais Louis Nguyễn Văn Huyên, The Lisoy Soleil Quảng An, The Lipon Dior Hoàng Cầu, The Eldorado Phú Thanh Phú Thượng, The Capital Trần Duy Hưng. Nhưng tập đoàn này cũng từng dính không ít lùm xùm tai tiếng. Trong đó, phải kể tới vụ bỏ cọc đất Thủ Thiêm ở thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 1 năm 2022. Trước đó, Tân Hoàng Minh cũng được giới đầu tư nhắc tên ở các dự án chậm tiến độ. Đáng chú ý nhất là dự án căn hộ siêu sang The Palais de Louis ở số 6 Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội, được khởi công xây dựng vào cuối năm 2009 và dự kiến hoàn thành vào năm 2013. Nhưng cho đến thời điểm sau khi ông Dũng bị khởi tố, dự án này vẫn chưa hoàn thiện. Điều đáng nói, đây được coi là dự án có mức giá siêu đắt. Căn hộ The Palais de Louis được giao bán với mức giá lên tới 145 triệu đồng một mét vuông, tương đương khoảng 13 tỷ đồng đến 27 tỷ đồng, tức 1,3 triệu đô la Mỹ một căn. Tuy nhiên, do chậm tiến độ, chủ đầu tư đã phải trả lại toàn bộ tiền đặt cọc cho khách hàng. Năm 2017, Thanh tra Bộ Xây dựng từng ban hành kết luận thanh tra 3 dự án vi phạm trong quá trình triển khai xây dựng của Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại Hà Nội, gồm The Lepont Hoàng Cầu, The Palais Louis và The Lisoy Soleil Quảng An. Tại dự án The Palais Louis, một số gói thầu thi công đã hết hiệu lực
hồ sơ quản lý chất lượng không có biên bản nghiệm thu thiết bị thi công, 8 nhà thầu không mua bảo hiểm theo cam kết của hợp đồng. Còn hai dự án The Lipoy Hoàng Cầu và The Leroy Soleil Quảng An có nhiều vấn đề như chủ đầu tư thẩm định công tác thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình chưa đúng mẫu quy định trước khi phê duyệt. Một số gói thầu, cán bộ tư vấn giám sát không thực hiện giám sát theo đề cương đã được chủ đầu tư chấp thuận và quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Tại Hà Nội, lô đất ở số 22-24 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm được mệnh danh là lô đất kim cương khi sở hữu vị trí đắc địa nhiều mặt tiền, cũng là một trong những dự án đầy tai tiếng của Tân Hoàng Minh. Khu đất dự án này có giá đền bù thuộc hàng cao nhất Hà Nội, một số vị trí lên tới 1 tỷ đồng một mét vuông. Các căn hộ ở đây được giao bán với giá từ 7 đến 35 tỷ đồng, sở hữu sổ đỏ vĩnh viễn. Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã dành 7 năm để có thể nhận được giấy phép quy hoạch cho dự án. Tuy nhiên cuối cùng, Tân Hoàng Minh đã sang tay cho Masterist Home để triển khai dự án bất động sản hàng hiệu. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2015, Tân Hoàng Minh từng trúng thầu khu đất vàng 3.000 m2 tại số 23 Lê Duẩn, quận 1 với mức giá cao nhất là 1.430 tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần giá khởi điểm. Rồi sau đó đề nghị hủy kết quả vì cho rằng đơn vị tổ chức có sai phạm về mức giá. Đến tháng 6 năm 2016, doanh nghiệp lại đề nghị được tiếp tục mua lô đất trên. Ngoài số tiền trúng đấu giá, Tân Hoàng Minh phải nộp thêm 260 tỷ đồng tiền phạt. Khi đó, tập đoàn này cho hay đến quý 3 năm 2017 sẽ khởi công xây khu phức hợp văn phòng, trung tâm thương mại, dịch vụ. Nhưng đến năm 2019, mảnh đất này đã được chuyển nhượng cho Techcombank. Tập đoàn Tân Hoàng Minh từ đế chế Hoàng Kim đến nợ như chúa trổm. Bên cạnh loạt dự án vướng lùm xùm thì các công ty trong hệ sinh thái của tập đoàn Tân Hoàng Minh còn đang ngập đầu trong những khoản nợ khổng lồ. Tính đến cuối năm 2020, tổng khối nợ của cả ba doanh nghiệp nhà Tân Hoàng Minh bao gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty cổ phần cung điện Mùa Đông là khoảng 14.600 tỷ đồng, chiếm hơn 85% tổng tài sản xấp xỉ 17.050 tỷ đồng. Theo Vietnam Finance, tổng tài sản của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt tính đến cuối năm 2020 đạt 8.651 tỷ đồng, được hình thành từ 1.850 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, khiêm tốn hơn rất nhiều so với khối nợ phải trả là 6.801 tỷ đồng, phần lớn là nợ ngắn hạn. Thời điểm đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt đã ghi nhận nợ vay ngắn hạn là 1.127 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng thấp so với các khoản mục khác như phải trả ngắn hạn khác là 3.639 tỷ đồng, phải trả người bán ngắn hạn là 724 tỷ đồng, phải trả dài hạn là 421 tỷ đồng. Sang năm 2021, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt đã chào bán thành công hai lô trái phiếu có tổng trị giá 2.700 tỷ đồng, lãi suất 11,5 đến 12% một năm với kỳ hạn từ 48 đến 60 tháng. Mục đích huy động vốn bao gồm việc mua 51% vốn Công ty cổ phần đầu tư phát triển và thương mại Việt Tiến là 800 tỷ đồng nhằm thực hiện một dự án tại khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên, đồng thời rót 1.900 tỷ đồng cho dự án nằm ở phía nam đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, do Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Nam Đại Cồ Việt làm chủ đầu tư. Như vậy, nợ vay dài hạn trong năm vừa qua có thể phát sinh thêm ít nhất 2.700 tỷ đồng là một gánh nặng không hề nhỏ đối với Công ty Ngôi Sao Việt. Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil cũng được mệnh danh là nợ như chúa trổm, bởi lẽ tỷ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã lên đến 21,2 lần tính đến cuối năm 2020. Trong đó, nợ phải trả đứng ở mức 5.974 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 281 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, chủ đầu tư dự án The Leroy Soleil, ngắt chuỗi thua lỗ sau năm 2019, cùng lập kỷ lục cả về doanh thu lẫn lợi nhuận với 2.595 tỷ đồng và 71,5 tỷ đồng, nhưng ngay lập tức suy yếu trong năm 2020. Thậm chí, doanh nghiệp còn chứng kiến khoản lỗ ròng 135 tỷ đồng trong năm 2020.
qua đó đánh bay toàn bộ giá trị lợi nhuận lũy kế xuống mức âm 68,8 tỷ đồng và ăn mòn vốn chủ sở hữu. Thế nhưng, với sức khỏe tài chính không tốt của mình, công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil Inn vẫn hút về 1.750 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2021 với mức lãi suất từ 11,5 đến 11,75% một năm, kỳ hạn 24 đến 36 tháng. Công ty cổ phần cung điện mùa đông cũng vướng các khoản nợ. Tổng nợ vay cuối năm 2020 là gần 440 tỷ đồng với 420 tỷ đồng là nợ vay dài hạn. Đặc biệt ở chỗ, với vốn chủ sở hữu vỏn vẹn 297,5 tỷ đồng, bước tới năm 2021, công ty cung điện mùa đông vẫn vay được đến 3.680 tỷ đồng trái phiếu, tức gấp hơn 12 lần. Tóm lại, tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của cả ba doanh nghiệp nhà Tân Hoàng Minh đứng ở mức xấp xỉ 17.050 tỷ đồng, chủ yếu là nợ phải trả với hơn 14.600 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần vốn chủ sở hữu. Khối nợ này chưa bao gồm các khoản vay trái phiếu mà doanh nghiệp phát hành trong năm 2021, đầu năm 2022, với tổng giá trị khoảng 10.000 tỷ đồng.